bật khóc bong bóng dậy. Bạn không biết hôm nay là ngày gì hả? Cô giáo mình nói hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi. Chúng mình cùng nhau trang trí lớp học cho đẹp nhé. Vậy hả? Còn bóng bóng không cho mình thổi với. Bóng bóng nè, cô bóng nè. Trời lạ hôm nay ngân nga ta vui ca hát.
chưa trời lạ. Hôm nay ngân nga ta vui ca hát, vui lên ta vui lên nào. Thôi tung hết cảm xúc để thấy vui từ bên trong. Có một mùa hè sắp tới đầy thú vị tại trường TFM. Yeah!